Nó cay quá bạn ơi. Thôi mình chua quá này nha các bạn. Thua. Thua, ăn không được, kỳ quá. Hello, chào tất cả các bạn nha. Hello. Chào bạn tốt luôn nha. Hôm nay anh em mình sẽ thử thách là ăn hết tất cả món đồ trên bàn này. Chấm với mắm tôm nha mấy bạn. Đồ dính tay luôn rồi. Ê Linh, uống đi. Dạ ăn gì tước cho mày. Thôi mình sẵn có cái này ở ngoài, mình lụm tước này đi. Ừ nha, uống khơi. Vô. Kẹo đường nha các bạn. Mày chấm tước đi. Mày chấm tước đi. Uống coi thơm không. Mời tất cả bạn nha. Tới mình nha các bạn. Mời tất cả bạn nha. Mời tất cả các bạn tốt luôn nha. Một kỳ kỹ ra nó ngọt ngọt của nó mặn mặn. Ông thật buồn nổi nè. Mày dở quá bạn ơi, nó ngọt ngọt của nó mặn mặn cay 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 quá. Nó bỏ qua này bên em bạn. Để đi ăn quá. Mày tới gì nè. Tới vô cà đây. Tới vô cà đi. Mình thử luôn nha mấy bạn. Mình bẻ vô cà cái. Nó còn trong đây nữa chứ không phải là thôi nó hết rồi nha các bạn. Để mình test thử. Cũng được mày ơi. Nó chưa đó rồi, để tao thử cái. Mời các bạn nha. Này cũng được, cả một. Thử đi. Chưa, để thử cái. Mời các bạn nha. Cũng ngon. Cũng được. Cũng được các bạn. Thôi, bỏ qua bên đây. Rồi, tiếp theo tới gì ta? Xúc xích đây. Xúc xích mày ăn gì? Giờ mình chơi này mới xong nè. Sao? Kem, chấm. Nhất mày. Chơi. Vô. Chà, kem mà chấm như này không biết mùi gì sao ta? Thử đi, mà biết cái gì. Thử nha mấy bạn. Để tước đi, tao nãy tước rồi. Ok, để đó cho anh. Kem, kem, kem mà đi chấm. Kem chấm với mắm tôm nha các bạn. Có gì bằng. Sao, sao, sao. Kỳ quá bạn ơi. Thôi mình chua quá này nha các bạn. Thua. Thua, ăn không được, kỳ quá. Đây gì ta? Xúc xích đây. Ok. Thử xúc xích nha các bạn. Mời các bạn nha. Xúc xích ăn được mày. Ngon. Ngon ngon. Tạm ổn. Đó, bỏ qua đây. Mình được mấy món rồi. Giờ tới này đi. Này là gì mình cũng không biết luôn. Hồ lô. Rồi mời tất cả bạn nha. Mời tất cả bạn nha. Sao luôn. Cái này mà nó phải mình chơi nha. Quá dở.
Ủa, giấu bạn ạ. Cho qua đi. Cho qua. Được 3-4 món gì rồi đúng không ạ? Rồi bim bim đi. Bim bim đi. Bánh phồng tôm. Chắc cái bánh này thấm vô tới trong mùi vị rất ngon nha. Mùi thơm đó không biết ăn sao thôi. Bánh này nó vừa cái mùi vị nó không ngọt ngọt rồi xong rồi chấm này xong nó mặn kỳ quá. Mặn cay cay kỳ quá bà ơi. Này ăn không mới ngon chứ chấm như mắm tôm ăn không ngon. Không. Mình qua qua món này nữa nha. Rồi giờ tới món gì ta? Ô bánh này bánh gì ta? Lỡ quên rồi, ăn luôn đi. Nè, xỉ vô cả mình trắng nè. Thơm quá. Chết rồi, chấm hơi nhiều rồi, hơi lố rồi. Chấm nha các bạn. Rồi mời các bạn nha. Mời đây các bạn nha. Mùi cà phê, mùi mắm tôm, mùi kem nữa. Đủ mùi hết rồi, giờ mình không biết mùi nào luôn nha các bạn. Nhưng mà thấy cái bánh này chấm như này thì cũng tạm ổn nha các bạn. Cũng được. Mày thấy tạm ổn chứ tao thấy dở không chết luôn à. Thấy cũng được. Mình ăn vô, mình ăn vô nó mặn mặn mà ăn lại khúc sau nó ngọt ngọt cái hậu, đúng không? Ngon, không ngon mà ủa không bên. Kỳ lắm nha các bạn, mà nó ngon. Được. Rồi tới món người ta. Kẹo. Cô Mai đi, cô Mai trước đi. Cô Mai cũng được. Bây giờ hai anh em mình có một cùng nha các bạn. Hai anh em mình chia sớt cùng nhau. Xé đâu từ từ. Đây. Phô mai chấm với mắm tôm nha các bạn. Phô mai nó thơm. Không biết chấm với mắm tôm ra sao. Rồi dứt đi. Rồi mời tất cả bạn nha. Mời tất cả bạn nha. Phô mai nó ngọt. Ủa, phô mai nó lạc quá. Nó ngọt ngọt nhẹ nhưng mà mắm tôm này nó mặn nữa. Nên là hứa được mùi mắm tôm không à. Đúng không? Đúng rồi. Hứa mùi mắm tôm mà chứ. Mà phô mai nó lạc lạc mà nó béo béo đúng không? Ừ. Béo béo mà mặn. Thôi, tới món cuối đi. Còn hai món nữa mà. Còn món kẹo nữa làm chi? Ừ, còn món này, còn món này nữa làm chi? Vậy không ấy mình thử kẹo nữa đi. Kẹo mà chấm mắm guốc hả trời. Ây da. Này mà thử thách mà. Đây nha mấy bạn. Kẹo nút chấm với mắm tôm suka. Mày thử thức đi. Mời tất cả các bạn nha. Có ăn quá mẹ. Ngọt ngọt của kẹo. Mà nó có vị mắm tôm không à. Mắm tôm cay quá. Thua các bạn ơi. Cái này mà ai mà ăn được nha. Tôi thua cũng thua hết. Quá ghê, ghê gớm. Ghê quá. Giờ tới mọi gì ta. Đậu bắp đi. Đũa tay heo chiên nữa nè. Thôi giờ mình thử đậu bắp trước đi rồi mình thử đũa tay heo sau. Chắc tôi nghĩ món này rất là ok nha anh em. Đậu bắp luộc. Tôi cũng nghĩ món này chắc ok. Ngon. Đậu bắp ngon. Ngon lắm nha các bạn. Thôi giờ mình chuyển qua đũa tay heo đi. Lũ tai heo chiên sơ tế nha mấy bạn. Bóc đi. Đưa đi. Ừ.
Ngon nha anh em. Vô. Rồi, mời tất cả anh em nha. Mời tất cả các bạn nha. Ghê rồi. Ngon nha các bạn. Có lý. Cái này được 80% rồi. Da heo nó giòn với cái này nó mặn mặn, nó vừa ăn luôn. Rồi, anh em mình còn một món cuối cùng nữa nha anh em. Món đặc biệt nữa nha các bạn. Đó chính là xài chấm với ngô cuốn. Ủa, mắm tôm chứ. Là sáng miền Tây mà. Quốc ơi. Rồi. Cái này chắc mấy bạn ăn hoài mà. Dân miền Tây mình phải biết ăn cái này. Miền Tây mình ai mà không ăn cái này. Cái này ngon là khó chê mấy bạn ơi. Cái này là hết sảy, hết sảy con bà bảy gì đó mà. Món này là mình dám bảo đảm luôn là ai cũng đang gọi nha các bạn. Còn quên cái này nữa là chùm bột. Chùm bột. Chùm bột chua. Mời đại ca quay tiếp tốt luôn nha. Nãy giờ quên mời nữa. Mình tụi mình bây giờ mình lo ăn không mà quên mời các bạn tới tốt. Ê, mình còn món nữa đó. Cái gì? Bỏ cái nước ra lấy này chế vô uống. Uống đi. Nói thì phải làm chứ. Bà tính. Vậy mày cho cảm nghĩ các món này mẹ đã trải nghiệm qua ai? Mà mình thấy chỉ có kèm với kẹo nút là chấm với mắm tôm là dở nhất nha các bạn. Ăn không được luôn, nó khó ăn lắm. Còn ngon nhất đó là xúc xích với xài nha các bạn. Siêu ngon luôn. Bởi vì món này là đặc sản miền Tây mà. Rồi mình thì cũng mới dạng cảm nhận tính như đó. Xúc xích với xài là quá ok. Gột nữa. Alo. Cái gì? Bây giờ tao chơi này nào. Chơi gì? Bây giờ tao đánh thù xì. Coi ai mua thì ngậm cây kem chấm với cái này. Với cây kéo nút. Từ đây tới chiều. Sao? Chơi. Vô. Nè, ăn đi mày. Cái kem của mày nãy đâu? Thôi bỏ đi. Mẫu bỏ. Thấy chúng sao nóng luôn không? Nè. Chấm đi chứ. Chấm gọi nè, thấy không? Kem chấm với mắm tôm ăn kỳ lắm nha các bạn. Trộn lên đi chứ. Đây, tôi chấm cho. Đây nha các bạn. Nè. Chấm nhiều dữ hả? Thua rồi mà ý kiến quá vậy. Ê ê ê, anh Giang hả? Lẹ đi. Sao vậy? Ăn nữa đi chứ. Ngồi, không ăn nữa đâu. Rồi đi đâu hả? Rồi xong một món rồi đó. Còn muốn kẹo không? Ừ. Muốn kẹo nào? Cái này phải không? Ừ. Thôi. Ê. Này trang gian này. Thôi video tụi mình đến đây cũng đã kết thúc nha các bạn. Chào các bạn. Nhớ đăng ký nha. Mình cũng đi kiếm mấy nhà vệ sinh này có đây chứ chịu hết nổi rồi.